Ôi dồi ôi cái gì này? Ngoài khảo cổ ra, mày còn nghề tay trái là đi móc đi móc hố rác à? Thấy chưa, này lại trắng này lại đẹp rồi. Hai củ nhá. Anh này, xem cho em con áo này phát. Em mặc đúng một lần từ mùa xuân đi chơi Tết về xong nó mốc hết rồi. Ui trời ơi, toàn bọ này. Ok. Anh ơi, áo em xong chưa? Áo á? Áo. Ừ, xong rồi. Đấy, áo đây nhá. Ừ. Sạch sẽ, lại còn thơm nữa. Ê. Còn thêm cả móc nữa. Chưa ăn. Tặng mày luôn chai này. 2 lít rưỡi. Cứ một tháng mốc ông xịt vào áo của tôi một lần nhá. Em về đây. Về á? Anh ơi, anh làm giày thì anh có làm được dép không? Ui, hôm nay bố mày lùi phỏng chuyển sang dép giả. Ôi, bố em được người ta tặng mà. À, miễn là đồ ra, vào. Thằng nào lấy giày đây? Ui ôi, hóa thạch à? Gấp, anh nhé, 2.3. Ui ôi, giày dép gì này? Bẩn thế, lại móc ở đâu rồi?